chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Tao TV. Hôm nay anh em mình lại đi lượn. Đấy, có món hôm nay có món, mày biết cái món này là gì? Lòng lợn. Lòng cái gì? Xúc xích. Xúc xích đấy, hôm nay anh làm món xúc xích màu vàng vàng cơ mà. Thế là cái này chưa chín nên nó chả sống, ăn nó chả trắng. Giờ anh nướng cho mày ăn, hun khói. Mày ăn xúc xích hun khói rồi chưa? Chưa. Đấy, tí anh hun khói để anh tìm bãi nữa. Hun khói, giống kiểu lợn hun khói của mình nhá, thì hun khói đấy. Không, kiểu này khác hẳn luôn. Kiểu này gọi là giúp đào hầm, kiểu như đào hầm. Ở đây có chỗ này đẹp này. Chỗ này tạo kiểu gì? Chỗ này này. Tí nữa rồi viết. Và thêm cái món rừng rúi vào xem nhé. Xong nướng à? Đào xong nướng à? Thế thì anh phải để lại cho em một cái gì nữa. Để lại làm gì? Em nướng để phòng không. Như hôm nọ anh làm món món gì? Món mơ, tóc mơ đây. Mơ, cái đấy là nầm. Chó chẳng muốn ăn. Chó thì đấy là tự nhiên nó rơi. Giờ, nó không rơi thì ngon thì thôi rồi. Hôi lại còn vừa đấy. Hôi mà mày đớp cái cẩu ấy. Em ăn có mấy miếng ở ngoài rồi. Đớp xong mày vứt. Con dao rồi, đây. Đấy. Anh bảo con dao này thì đào cái gì? Con cắt thôi. Nên mưa ấy nhỉ? Mưa gì? Mưa. Ở đây làm cá lắm đây nhỉ? Cá kích nữa. Con xoáy đấy. Cái thằng nào mà chuột đi luôn rồi. Đó, mình bỏ đánh nó quên mất. Hay là nó đánh đi. Mất à? Đánh trước của mình à? Ai biết được. Sang tấn lột đi. Sang xem nó được không? Xin mẹ con. Chó mất chó. Có tin anh xin được không? Rồi. Anh toàn đi ăn xin rồi. Ui, chào mọi người không? Đấy, súng này. Con nào bắn? Súng này. Súng gì cong quèo quèo với bắn cái. Cong quèo quèo. Vâng. Thế rộng nè. Quýnh đảo ấy. Mày cứ ngồi đấy yên tâm. Tao cũng bổ vào người đâu mà lo. Bổ vào đầu thôi. Ai đang bổ vào đầu mày. Ui nó được anh nhỉ. Được mấy con đấy. Được. Được không? Hai con. Hai con à? Cho xin con à? Cho xin cái. Cho xin con. Đặt cho săn. Anh đào hầm à? Đào hầm nướng kiểu gì? Đào hầm nướng kiểu của anh. Em thấy nó rung rung sắp sập hầm. Sắp. Đào rồi nhận được một cục hàng một yến này. một yến nó to bằng mày. Mày nghĩ là cục vàng một yến nó để ở đây mày chơi à? Nhớ đâu, thế mà người ta ngày trước đi đào vàng được ấy. Đào vàng được người đâu ra cục vàng một yến. Nhớ đâu nhiều cục nhỏ nó yêu quá. Nhau nó thành một bầy vào một chỗ ấy. Mời ra tiệm vàng Long Vũ. Ngoài đấy nó nhiều lắm. Cả yến luôn. Mày cơ. Mày đào đi. Ngồi lấy mày xem tao đào. Tu. Hốc thì chó gọi bằng cụ. Của anh ấy. Mày ấy. Chết à. Anh đào đi cho đỡ lạnh. Ai bảo lạnh? Chả lạnh là mất dạ. Lạnh cái ẻ khô ấy. Lần nào cởi áo ra cũng tập thể dục. Mệt quá. Thế lạnh. Quên, đèn cuốc chìm. Làm gì? Đào hàng. Đào gì mà từ lúc nào cũng xong rồi. Sao xong rồi? Đồ la đấy nhỉ. Đào lấy thể lực kìa. Đó.
rèn luyện sức khỏe chuẩn bị ăn Tết. Ba mình bắt được thành anh đá đỏ các kiểu. Lèo ghê đấy. Thành anh đá đỏ mình biết là cái gì mà thành anh đá đỏ? Thành bảo là được nhiều tiền. Ừ, tiền lèo. Lèo là nhanh. Đến được rồi. Ba. Ba. Cháu đang đào vàng đây. Nghe nói ngày xưa ở đây lắm vàng lắm. Thì bạc ra đâu. Đã. Anh chắc đừng đứng vàng đấy. Cho em bán đấy. Mày liền này. Tao để cho mày bán. Bán được bao tiền? Nhiều tiền. Anh cứ chọc sâu đấy làm gì? Ừ, anh xem được chưa đã. Anh lông la lề mề. Đợi anh nướng được cái này á thì thả đi về dán rồi. Đi về mà dán. Dạ vậy nhé. Ừ, phải đi. Nhé. Tao bắt luôn kìa. Đi ở đây gần nhà mày lắm. Tao bắt gà trọi cho nó nướng nhanh thì thôi rồi. Thế anh thử hay cho em. Thế anh cho em. Thế đi ơi. Anh có thể cho em à? Nhà mày cách đây đúng 3 bước chân luôn đấy. Hầm. Hầm chữa. Rồi. Ô văn kê. Đây là phát thọc quyết định nhớ. Đò đã. Phát này mà sập là tan tành ạ. Là như nghiêm trọng đấy. Để chọc được vàng đấy. Ui. Ui. Anh bị quét chân. Nó mà chọc gì. Phát thọc quyết định. Mày biết phát thọc quyết định của đời anh là ở đó? Ở đó. Vừa nãy đấy. Không biết à? Thế anh bảo vừa nãy là phát thọc quyết định. Thọc quyết định một cuộc đời. Dày phết đấy. Dày thì bảo là dày. Chật dày à? Dày thì bảo là dày chứ còn dày. Dày là dày. Này. Hít. Mày. Hít. Mày. Thắng rồi. Được. Mày ai ơi. Giải thế đấy. Ô văn kê. Rồi. Nhỏ thế này á? Đó. Này là tỏ. Không, để to ra. Này to đấy. Thế thôi. Đó, để anh con ra. Đây. Không một cái quá. Bếp lò của anh mà lâu thế. Bếp lò hiện đại nó người khác rồi. Được chưa? Lò hiện đại của thế giới. Đặc sắc. Ui, có lửa. Đồ ôn. Cho trống.
nấu anh làm gì? Làm cái lò. Cái quét hủ tiêu à? Giống như buồn cầu thế. Nhà có buồn cầu chẳng về. Ừ. Mà anh đi lại ra kia đi lại còn phải làm ở đây rồi mới đi. Đây là cái bồn để nướng xúc xích này hả? Bồn nướng xúc xích mình như cái bồn cầu hả? Cái bồn cầu nướng này nó mới đạt cấp hả? Rồi, ô con kê. Đấy, đây, cầm dao chặt cho anh hay tao là chúa sang đây, nhanh lên. Nhanh. Từ từ. Anh còn lót cho sạch ít nữa. Anh chẳng phải lót rồi. Mình ăn chứ ai ăn mà chẳng phải lót. Ăn gì? Xích. Em tưởng anh là một bồn cầu. Cầu cầu với bầu, mày thích bồn cầu á? Tạo cả là bồn cầu. Là bồn cầu ấy. Ăn gì cả. Cái này xong kể cả anh nướng xúc xích xong 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 cái này thì hôm nào đi chơi đi qua đây đi vệ sinh luôn được đấy. Mời tạo vả cho bây giờ đấy. Thế nhìn đấy ô con kê tay mày sạch mày đệm hết xúc xích vào đấy. Tay em có sạch mới đâu. Rửa đi sang bên kia rửa đi. Rửa nước phân à? Nước đầy nước chảy cái kìa. Nhìn lên. Chạy suối à? Ừ. Dưới đây. Tao xếp cho nhanh những mảnh xếp đến đời một thất. Đánh bẩn. À lau hết rồi biết rồi. Nhìn hay nhỉ. Cho mày một giây. Không bẩn. Vàng vào. Ừ. Ừ. Ăn được không ấy? Liệu ăn được không? Tao làm mà không ăn được ấy. Nghi lắm. Anh làm kéo lại chả ăn được ấy. Sự mời. Mình có phải tự tin vào khả năng của anh nhé. Đẹp không? Nhìn như buồn cầu ấy. Ừ, cái bầu ấy. Tao lại vả người phát bây giờ. Anh biết lo gì? Mày biết cái gì in? Dưới à? Vẫn phải bít. Nhưng mà bít ít. Được không? Dưới nặng rồi. Xuyên sang chỉ. Rồi. Mày đi bới đất đi. Không, đất bùn đi. Anh đi mà bới. Thôi để tao đi bới, tao lấy củi luôn. Mày không phải xem tắt áo đúng không? Có anh xem tắt áo. Không phải bới đất. Ây, áo ủi gai. Anh ở mà. Áo ủi gai. Ấy, nhưng mà không ăn thua, da chân anh chảy lắm. Tí nữa lại nhẵn vào cái đấy kia. Anh làm gì hay thế? Lấy nước. Anh để đậy để chè kìa. Cái con gì anh phải đậy. Để chế nó kín nhỉ. Đậy. Chứ thịt đất. Mày biết cái gì? Ôi, mệt quá. Rồi, đốt dần đi, vừa đốt vừa chát. Chỗ này nè. Ừ, nó hết thì thôi.
Đấy, khói nó có vào đâu mà sống. Tí nữa. Thấy chưa, thấy chưa, thấy gì chưa? Đấy, bây giờ lấy cái que cho anh để anh chọc lỗ. Biết cái gì mày. Đơn giản đây. Dao gì? Dao ấy. Anh cầm mà. Sao nhỉ? Bây giờ nó mới chín. Một lúc là chín. Đấy, thấy khói chưa? Đấy, bắt đi lên. Chúng ta bỏ lên rồi kìa. Quên. Bỏ lên rồi chúng ta kìa. Bỏ ra ngoài là nhiều. À, đã được 15 phút rồi các bạn. Không biết có chín không nhưng mà. Chín cái khỉ ấy. Không chín, căn bản là mày biết tại sao không? Sao? Đào đất nó hơi dày, đáng nhẽ ra nó mỏng. Dày dày. Tầm 2 đốt ngón tay ấy thì chín rồi. Mà tại mày đấy, đào đất bằng 2 ngón đốt ngón tay thì lúc nãy mày đạp cũng rụng rồi. Không để ý ấy. Không để ý. Ông đạp như đúng rồi. Quả này hôm nào mình đem một con gà xuống đây nướng kiểu này các bạn. Ừ. Biết được chín hay không? Không chín thì chặt đầu anh đi mà đã ăn nhập. Kiểu chút xíu kia còn chả chín đấy. Không chín á. Thế không chín, không chín đốt cho bằng chín. Con bảng thì đất nó dày quá, đáng nhẽ ra đốt mỏng một tí, đào mỏng một tí là ngon. Đừng có mà chạm ngữ đây. Hai tiệm chạm mày. Thôi, ngồi đợi thôi. Đi chơi đi. Đi ra bên kia xem có chim không, chuột không? Hôm nay anh cũng phải phủ, phủ dơ mà. Đấy, phủ đốt phát cuối chắc cú thôi. Chắc cú nốt phát này thì anh em mình sẽ khui hàng các bạn. Có cái chín cái gì vậy? Chín gáo chặt đầu mày nhá. Ừ. Cái sủ thôi. Chín cứ lấy đầu nhỉ? Ừ. Biếu anh cái sủ. Biếu anh cái sủ. Ừ. Không chín anh biếu mày cái sủ. Hơi dày đoạn mình đào hơi dày. Ấy cũng có mùi thơm nhá. Chả thơm. Thơm vậy đấy. Khui hàng. Nhưng mà chưa chắc là chín đâu. Vừa chắc thì cũng khui hàng, phải không? Ấy đừng làm thế. Bạn có nghĩ là chín được không? Để cho chín hẳn à. Bận. Nên phải về trước kìa. Không. Khui kiểu gì này? Anh lột giá lên rồi. Ấy, đây. Ấm. Anh cũng thấy nghi ngờ khả năng của anh rồi. Lột lá lên. Chị nhớ. Ui ha. Chị đây. Dạo ơi. Mình kinh cái trường á. Ui nứt ạ. Em thấy lùi như cái cục tàn ấy. Trong này chín này, chín đấy. Dạ. Ôi, em bóc cái này ra cho nó. Ui, bà. Bóc cái này ra nó. Cháy. Ô, sao nó đi ăn này đấy nhỉ? Ui, nóng ấy. Ui, chảy nước à. Dạ. Dám ăn con ngan. Anh nhìn chỗ khán giả xem ngay đấy. Đây. Trời ơi, chưa. Anh rửa tay đã ăn. Đem thư lùi dưới kiểu cục tàn đấy. Cái mới này chắc không chín chứ. Không chín. Trong là chín nhưng mà sao nó đen thế nhỉ? Đây là tình quả. Chả đi ngắt đâu. Anh làm thật cho chó ăn đấy. Ây, đoạn này chín này.
Sao cái xúc xích này lại đều này? Đều cái gì anh đốt trên này thì chạy ám khói à? Ám khói gì nhưng mà sao nó ngắn thế kia? Mày lấy cái tàu lá chuối để anh vớt lên xem nào nó... Hết lá chuối rồi. Đây. Hết sạch. Lá bí cũng được. Đấy, phần bí đây này. Lấy cái lá bí cũng được. Anh em cứ chặt trộm lá chuối người ta nhé. Nghe hơi hơi không khả quan lắm các bạn. Được vàng vàng từ bên trong. Ô, sao mình... Mà thôi. Nhanh lên. Mau đệ đệ đang đi chặt lá chuối. Kéo xuống chặt cả cây ấy cho nó rụng xuống. Mày chết, ta quay nhá. Anh bảo em chặt. Tao bảo mày đi ăn chít mày ăn à? À, ra đây. Xúc xích à, nó gọi là xúc xích gì nhỉ? Xúc xích tan. Đây gọi là người ta có săn tổ ong, mình có săn tan xúc xích. Ơ sao nó lại đen thế này nhỉ? Nó áp vào cái này này. Nứt này. Các bạn này. Đấy, cái miếng này thì chín này. Nhưng mà nướng chắc kéo vẫn chín ngon đấy, nhưng mà sao nó lại ám? Ấy. Không bị khét đâu, không bị mùi đâu. Đây. Tao nó cái này lên. Thử miếng ra, tao cắt đây. Tao nó cái này lên. Kệ em, mày cho đi. Mời các bạn miếng xúc xích nhá. Ngon lắm. Người lau ui đất. Thôi khỏi khỏi. Ừ. Ngon. Ngon các bạn. Ngon cái gì? Sao nó đen này nhỉ? Không biết được. Thôi rồi khỏi. Cái này vẫn ngon. Có còi đâu, không có khói. Mình còn lá chuối rồi. Có ơi. Ai không thích ăn thì anh có thể bóc ra mà. Bóc được rồi. Bóc không hả? Nó chín. Bóc không mà. Mà cho con gà vào đây nhớ. Bóc được. Bóc ra ngon luôn nhé. Nè, nhìn này. Thôi rồi. Mày đớp nhanh thế. Đây, cho mày một giấy. Em giấy này, giấy này chín hơn. Đây các bạn. Cho nhìn cận cảnh. Đấy, thấy nó cháy chưa? Gọi là xúc xích hấp. Không, xúc xích này gọi là... Xúc xích gì nhỉ? Tan xúc xích. Tan xúc xích. Vẫn ngon đấy, nhưng mà chắc là rán là ngon hơn. Ngon chắc. Bóc ra, bóc như bóc chuối. Xuyên nữa. Miếng này hơi khói các bạn. Có mùi lá chuối khói. Nhưng mà đói quá hết. Nó theo kiểu gì nhỉ? Mà con ơi, chậm chậm ngon ngon mà. Mày thì mày tha cái gì mà chẳng ngon. Nó khả năng là rán là ngon hơn. Mọi người sống thật lòng với bản thân đi. Chả ra gì đâu mày ạ. Khói ra không ăn được sao. Nó là gì cho chó. Từ lúc nó khen cho chó mà nớp như chó rồi kìa. Ôi, thật sự là hơi lỗi. Thằng giặc này nó vẫn chén hết cái này cả thứ ba rồi. Hai. Nó tưởng cái thứ ba. Hai. Đấy là mẹ ăn miếng này ngon này. Ăn nữa đánh chồng.
đấy mấy con mấy này hơi ấm ấm mấy này cái trâu này mang về rửa rán mày đem về rửa mà rán đi nó nói khói thì thôi rồi cảm giác vẫn còn lại vừa bảo là chả ra gì cơ mà.